Xin chào tất cả các bạn. Đây là chương trình Global Magic Moment. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn về một câu thành ngữ cận môi trường và số phận của chúng ta. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Tục ngữ của Việt Nam. Điều này có nghĩa là gì? Theo nghĩa bóng, mực là những điều, những người không tốt, tiêu cực, đen tối hoặc không minh bạch. Đen là những điều hoặc những người tốt, tích cực, chính trực và minh bạch. Gần ở đây có nghĩa là xung quanh chúng ta, tiếp xúc hàng ngày với chúng ta, lấy đi nhiều thời gian của chúng ta. Đó chính là yếu tố cận môi trường của mỗi người. Theo nguyên lý từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng tác động ngược trở lại thực tại khách quan. Nếu thời gian tiếp xúc của chúng ta với cận môi trường đủ lâu thì con người, tính cách, số phận của chúng ta sẽ bị biến đổi theo đó. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Cần nhận diện được từ 10 đến 20 cái yếu tố cận môi trường. Trước mắt cần phải chọn bạn mà chơi, chọn nơi để làm, chọn món để ăn, chọn sách để đọc và chọn nhạc để nghe. Thường gần gũi với các bậc thiện giả, thiện lành và tránh xa phường trộm cướp. Gần mực thì đen và gần đèn thì dạng là như vậy. Và bây giờ chúng tôi muốn chúc cho tất cả các bạn một ngày mới an vui và chúng ta gặp nhiều may mắn. Trong ngày hôm nay, chúng ta hãy gần gũi với các bậc thiện giả, những người tốt, những điều kiện tốt, cận môi trường tốt, những cuốn sách tốt và bản nhạc hay. Và cũng ngày hôm nay, chúng ta hãy tránh xa phường trộm cướp, tránh xa những cuốn sách ô bẩn và những bản nhạc quỷ mị, yếu đuối. Một lần nữa, thì chúng tôi muốn chúc cho tất cả các bạn một ngày thật an vui và gặp nhiều may mắn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.